các nhà phân phối lãnh đạo đến từ 11 quốc gia. Những trải nghiệm không thể nào quên. Được truyền cảm hứng bởi những diễn giả hàng đầu thế giới, gặp gỡ và kết nối cùng những nhà phân phối trên toàn châu Á Thái Bình Dương. Trải nghiệm những kỳ quan ẩm thực, âm nhạc. Hội nghị lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương. Tại Dubai tuyệt vời Tất cả trong tầm tay Hãy cùng nhau đến với Dubai 2019 Hi, Xin chào tôi tất Doug cả các Boss. bạn, tôi là Doc DeVos Tôi thực sự hồi hộp khi xuất hiện ở đây Và thông báo với các bạn về hội nghị lãnh đạo APAC 2019 sẽ được diễn ra tại Dubai chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ chúng ta đã từng tụ họp với nhau trong khu vực châu á thái bình dương khi mà công việc kinh doanh chưa quy mô như bây giờ đó là cách những nhà phân phối từ những quốc gia khác nhau giao lưu và gắn kết với nhau đó là nơi mọi người chia sẻ những câu chuyện và kiến thức kinh doanh để cùng nhau thành công bạn có thể hình dung khi sự nghiệp kinh doanh phát triển từng ngày thì việc tụ họp cùng nhau sẽ trở nên khó khăn hơn và tôi nghĩ mọi người sẽ nhớ những cảm giác như tinh bằng hữu sẽ dây gắn kết giữa người với người trên mọi quốc gia do đó sự kiện này là cơ hội để quy tụ những nhà phân phối cấp lãnh đạo toàn khu vực châu á thái bình dương tại dubai nơi không chỉ chia sẻ những nỗ lực và thành tựu trong năm mà còn để đặt ra mục tiêu và chấp cánh những giấc mơ lớn hơn trong tương lai Hãy cùng nhau hướng đến mục tiêu năm 2019 và hơn nữa là sự kiện A60. Tất cả những diamond trên khắp thế giới sẽ tụ hội để tôn vinh sự nghiệp kinh doanh cùng Amway, nói về tương lai và hành trình 60 năm xây dựng sự nghiệp cùng Amway để đặt ra mục tiêu lớn hơn và cùng nhau phấn đấu. Để sự kiện thật sự bùng nổ, không điều gì bằng việc cùng nhau có mặt tại Dubai. Hãy nỗ lực hết mình để cất cánh cùng nhau. Ngay bây giờ, chúng tôi khuyến khích bạn hãy tìm hiểu thật kỹ hai sự kiện đặc biệt này. Đó không chỉ là những sự kiện đơn thuần, không chỉ là những sự kiện đơn thuần mà chính là một phần của thông điệp được truyền tải về cơ hội thành công cùng Amway hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử Amway, sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập, hội tụ những viên kim cương Amway trên toàn thế giới. Amway mong muốn bạn hiểu thấu đáo tầm quan trọng của sự kiện này và cố vũ bạn phấn đấu hết mình để có thể trở thành một phần của sự kiện. Sẽ có được rất nhiều nguồn lực, công cụ, chương trình huấn luyện, nhiều hoạt động trên thị trường để hỗ trợ tốt nhất cho các bạn hoàn thành mục tiêu của chính mình và tham dự hai sự kiện này. Các bạn phải tập trung và kiên trì với mục tiêu đó là phương thức duy nhất đưa bạn đến tham dự sự kiện cùng chúng tôi cũng như giúp bạn đạt được những thành tựu lớn hơn của đời mình tất cả là dành cho bạn và đây chỉ là sự khởi đầu cho một tầm cao mới tôi đã từng nói một vài lần trước đây Tôi không chỉ lo lắng về A60, mà sau đó còn là A61 và A62. Khi các bạn đã có mặt hai sự kiện này, khi các bạn cảm thấy hào hứng đặt ra mục tiêu để trở thành một phần của sự kiện, thì điều đó có nghĩa là các bạn đang đặt nền móng vững chắc để xây dựng công việc kinh doanh trong tương lai. Đó là niềm hy vọng cũng như là mục tiêu của Amway. Mục tiêu không chỉ là sự kiện này mà chính là những mục tiêu dài hạn bởi sự nghiệp kinh doanh này bền vững trong suốt 60 năm qua. Sự nghiệp kinh doanh này dành cho tất cả mọi người được xây dựng cho chính bạn, cho gia đình và cho các thế hệ tiếp theo của bạn. Đây sẽ là điểm bắt đầu kỷ nguyên mới của bạn cho công việc kinh doanh và tương lai của bạn. Chúng tôi khát khao ăn mừng chiến thắng của bạn cùng những bằng hữu tại Dubai năm 2019. Chúc sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.